Xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì em đã có mặt ở ngay đồng mã nha chú anh chị. Ở đây thuộc là áp đồng lớn xã Trung Đức Thượng Củ Chi nha. Hôm nay thì xuống đây em bán cho anh chủ nhà này là một bộ mẹ con trâu đực và một con trâu lẻ nữa nha. Thì đầu tiên thì em xin phép cô chú anh chị em mình á thì em sẽ quay về phần cái con trâu mẹ trước nha. Chân móng cái con trâu mẹ này á thì em kiểm tra rồi tất cả là nghiêm chỉnh ha, chân móng bự nè, móng sò đó. Còn cái phần xác tích của con trâu mẹ này thì em cũng đã kiểm tra rồi Tất cả là nghiêm chỉnh ha, trâu đẹp và không có sao nha anh chị Con trâu mẹ này thì nói chung là nó rất là to trâu nha chúng chị Nó bự con ha, thùng dậu thì nói chung là rất là to luôn Con trâu mẹ này thì em lấy trước em đo ngay lưng của nó Thì nó cao chiếu đủ mét 3 cho chúng chị ha, nó rất là bự con luôn ha con trâu mẹ này thì em có hỏi anh chủ nhà thì hiện tại thì nó đang ôm con là lứa thứ hai ha đây chính là con trâu đực con của nó nha anh chị đó chân móng thì y như con trâu mẹ luôn Rất là to luôn Móng cũng là móng sờ nha anh chị Còn đây giờ chính là cái phần mông đùi Đó mông đùi đít cày đuôi của nó nha anh chị Tất cả là nghiêm chỉnh ha xác tích cũng nghiêm chỉnh cho anh chị luôn Thì em có lấy thước em đo ngay lưng của con trâu này á Thì nó cao 1m lẻ nha anh chị 1m lẻ ba 1m lẻ 4 cho cô chú anh chị ha cái bộ mẹ con trâu đực này á, thì em có quan sát tầm khoảng là trên 20 phút á Tìm thấy là bộ mẹ con này á, thì ăn uống thì anh chị khỏi lo ha Em bao ăn uống cho anh chị luôn Đó anh chị thấy hai bộ mẹ con trâu này ăn uống cỏ này là cổ ngay đông mã như chị Đó cỏ tự nhiên ha Ăn cỏ rất là khỏe luôn cô chú anh chị ơi Đó hai cái bộ mẹ con này á Mẹ con này á thì em đã kiểm tra rồi tất cả là nó đầy đủ nghiêm chỉnh hết nha Đó và cái bộ mẹ con trâu đực này á thì em xin nhắc lại nha con trâu mẹ này thì hiện tại thì nó đang ôm con là lứa thứ hai ha nên là cái đường sinh sản sau này con chị nuôi á thì nó còn rất là lâu nha và cái bộ mẹ con trâu đợt này á thì em có thương lượng anh chủ nhà hồi nãy á đó thì anh ra mức giá là 42 triệu nha chị 42 triệu cho bộ mẹ con trâu đợt này nha đó vừa có trâu sinh sản luôn mà vừa có trâu bộ béo luôn nhau chúng chị rất là tốt nha tại vì cái bộ mẹ con này xương sóc thì chị quan sát cái trong hình á chị thấy là rất là to ha thùng dậu thì có đủ hết nhau chúng chị rất là tốt trâu ha đó cái bộ mẹ con này với mức giá là 42 triệu ha giá này thì em có nói chủ nhà hồi thì có bớt chuyển đường xe ha cũng như là cái tiền vận chuyển từ xa về tận nhà cho cô chú chị á đó nên là cô chú chị mình, mình cũng muốn mua cái bộ mẹ con trâu này thì cứ liên hệ thẳng ngay cho em mang số điện thoại thì em sẽ để cho trên hình luôn thì em xin nhắc lại lần nữa nha cho những cô chú anh chị em mình mở xa mình không có đi coi trâu được á, thì em cũng xin nhắc lại là để cho cô chú anh chị mình là nắm bắt kim công tin về cái bộ mẹ con trâu đực ha đầu tiên về chăn móng là hoàn thiện ha thứ hai là sẽ tích nghiêm chỉnh ha trâu này thì em kiểm tra rồi tất cả là bao hết cho chú anh chị ha đó con trâu mẹ thì cao thiếu đủ mét 3 còn con trâu con thì cao ngoài mét lẻ nha chị mét lẻ ba lẻ 4, trâu cho quý chú chị ha với mức giá là 42 triệu ha rồi sau đây thì em xin phép là sẽ tiến thẳng em quay cái con trâu lẻ cuối cùng này nha con trâu lẻ này thì hồi nãy em có hỏi chủ nhà thì chủ nhà nói với em là nó đã đẻ được năm lứa rồi nha trâu này nếu như mà cô chú anh chị muốn ngủ á muốn nuôi sinh sản thì vẫn được nha đó muốn vỗ béo thì nuôi vỗ béo muốn sinh sản thì nuôi sinh sản nha vẫn còn sinh sản được nhau chú anh chị đó con trâu này á, thì phần cây đuôi nè, mông nè, đùi đít nha anh chị, tất cả là nghiêm chỉnh ha. Còn phần chân móng á, thì em kiểm tra rồi, tất cả là chân móng bự, móng sò nha, xương hốc lớn nha anh chị, thùng dậu đầy đủ nha. Chiều cao là cao thiếu đủ mét tư nha anh chị, con trâu này đã được 5 lứa rồi nha. Chân móng xá tích thì nghiêm chỉnh hết cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, chân cẳng đùi đít nha anh chị không? Tất cả là nghiêm chỉnh nha Hoa cái con trâu này là hoa đen nha chị, hoa đen ha. Đó. Rồi cái con trâu cuối cùng này á, thì hồi nãy em có hỏi chủ nhà rồi thì em bán với mức giá là 26 triệu ha. 26 triệu cho con trâu lẻ này nhau chú chị. Đó, 26 triệu ha. Đó, thì nếu như mà cô chú anh chị em mình gần xa mà mình có nhu cầu muốn mua cái con trâu con trâu này á, thì cứ liên hệ ngay cho em ha với mức giá là 26 triệu ha. Giá này thì có bớt chút điểm tiền xe nha cô chú anh chị. Còn nếu như mà cô chú anh chị em mình muốn sửa hết ba con trâu luôn á thì anh chủ nhà bán mức giá là 68 triệu ha. Giá này thì bao xe cho anh chị là trong phạm vi là ngoài 100 cây số nhau chú anh chị. Một bộ mẹ con 42 triệu với con trâu lẻ này là 26 triệu ha. Bao xe cho anh chị là trong phạm vi là ngoài 100 cây số nhau chú anh chị. Đó. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn buổi tập tiếp theo của em nữa nha.